Được chưa? Vào luôn đây. Cho chú Thắng nhìn thấy rồi, chú Thắng cũng chỉ nhìn trực tiếp. Cô luôn đây, luôn đây. Ước đi rồi thử đấy, đi ước đi, ước đi. Ước đi. Lớp tập vào rồi chơi. Bật điều của em đẹp đây mấy bạn, bật điều cho Hoài lên sân này nóng lắm. Bước út bước cái thần điều chơi cả. Bước cái gì đấy chứ? Bước cái gì lên nước hay là bước qua cái gì mới? Ước ngay xe. Ước này là ước chắc là chưa chuẩn bị trước rồi. Nói đột ngột quá. Chúc sinh nhật vui vẻ. Bây giờ cắt bánh đi, làm bức ảnh cắt bánh đi. Con này con rút hết lấy ra rồi chị Linh ra. Làm bức ảnh cắt bánh nha. Túi bánh tím vào để đâu nhỉ? Bánh gì? À kia, cái đựng bánh kia kìa. Dĩa thì đây nhá, thơm nhá. Cái này cái em nào là làm tụi chú này. Ai 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 thơm á. Bác dậy. Đặt thờ này thôi. Đặt thờ ấy nhá, xong rồi nhìn lên kia. Nhìn lên kia kìa. Đừng để gần, tao chém đấy. Đừng. Nhìn bác quay này. Cái nhìn đấy, bác quay, quay video rồi. Cứ cắt bình thường thôi. Để nguyên cái cho bác chụp ảnh. Pha sô cô la con ơi. Đưa chị con rồi. Không rồi, cứ ăn đi kệ chú. Hùng, đưa Hùng ra. Đưa cho Hùng. Mọi người ai cho ông chồng với ông? Em ăn đi. Em ăn đi. Cái bé đang đi đâu? Cái bé đang đi đâu? Nhớ. Đồng. Các bạn đầu 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 con rót đi, con nước rót, tự rót đi chứ. Mời các bác đi chứ con này còn nước tự rót đi chứ. Mua cháu. Uống cái gì tự rót. Ai lấy hoa sô cô la này cho Ngọc ông này. Thế Ngọc Hoa chưa có bánh à? Chưa. Có rồi đấy. Có rồi đấy. Đâu? Ngọc Hoa vừa đưa đây. Đây. Các bạn này không cắt. Nào, ngắm chằng lại đi ông Hùng ơi. Này. Có gì nào bông hoa sô cô la. Anh mà anh ăn cái này. Mẹ con này ngồi giữa chứ. Thế đấy con ngồi đấy thì bắt con bánh nè. Đấy ngồi giữa à? Đấy, chuẩn rồi. Hình ảnh vẫn là âm thanh vẫn sung động, yên chí. Ui giời ơi, bé nhiếp ảnh ấy. Hình ảnh âm thanh vẫn sung động thôi. Tím hả? Bố cháu muốn chụp hình trực tiếp. Chắc bây giờ biệt hiệu Văn Lương là nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh ra. Âm thanh vẫn sung động, vẫn đầy đủ. Bánh này ngon như vậy. Ngon không? Bánh ngon. Rất ngon đúng không? Vâng. Thế là mocha đấy. Bánh ngon. Này cửa, phần nước cửa. Bây giờ mình phải liếm con trong này á. Bánh sơ mới thịt người ta. Đặt nó ngồi nó đè rồi nhấc chân nó ngay. Ôi trời ơi, nhấc đi, nhấc đi. Rồi, ngon lắm rồi. Nhấc ngon. Ăn ở nhà ăn nhiều rồi, ăn bao thứ rồi. Ăn đi cho cháu ăn đi. Ăn sữa chua về cái nào muốn đi. Vâng. Hai cái con kia chỉ thích cười thôi. Chỉ cười nha. Cười tới cười lui ha. Gặp nhau để cười. Đây là cái gì? Hôm nay thứ mấy? Giảm béo này. Phải giảm béo. Tốc độ đấy. Cả kali. Giảm béo. Mùi nó mạch đấy. Hùng ơi, Hùng ơi, Hùng ơi không ăn à? Cháu hết rồi, ăn hết phần rồi. Ăn bưng á. Ăn đi. Khổ thân cháu hết phần. Cà phê. Sao hết phần, nhiều mới hết phần đâu. Uống không ăn rồi, bé ăn sô cô la đấy. Không. Uống chả có gì. Cái này là kiểu như là uống nó
thơm ấy chứ nó. Ủa cái này đúng không? Đúng cái này tay. Không béo mấy. Nó chưa tay gì. À cái cô này suốt ngày gặp nhau là cười đi. Xem trận này. Cười tới cười nuôi nha. Tối mai à, chiều mai xuống Bắc Thanh lấy gạo xong về con đi nấu sẵn sàng để đấy. Sáng người ta cho vào, con bên này có hộp nhựa nào? Trứng luộc thôi. Có. Hộp nhựa to to. Trứng luộc em ấy. Có. Hộp kem bé lắm, cái hộp nó phải to tí thì. À hay có, nó có cái hộp giấy mà kiểu như từng hay để nó bán trong hộp ấy. À không, cái đấy không sao lắm. Giấy gì bố? Quên khai đi cầm lòng. Không để em đi. Hộp giấy á, trứng luộc, trứng. Tất cả đều là món chung. Hộp giấy đi bác ạ. À. Hộp giấy mỗi người một hộp cho mỗi hộp giấy nữa. Cũng được, ý kiến thì được đấy. Hộp giấy thì cũng được đấy. Cái ở chợ đấy cũng có. À, chỗ nào nó bán con? Hả? À cái hộp giấy kia kiểu đấy thì bán dễ không có. Đúng. Có hộp. Có hộp trong nén rồi đấy, trong nồi mỗi người hộp bán gì? Có. Có cái hộp xốp ấy. Nhưng mà nó bằng giấy ấy bác ạ. Nó bằng giấy. Ý cái Linh nói cũng đúng rồi. Đóng là 7 suất. Vâng, đóng 7 suất nó xong rồi cũng thìa giấy luôn. Đúng rồi, có. Thì đấy luôn ăn luôn nha anh. Bao nhiêu thế là cực kỳ. Cực kỳ như vậy. Cộng đồng. Cộng đồng cái khay nhựa to tướng rồi này. Thôi. Xong rồi.